chín mà, con ra ngoài đi. Ngoài hái vô. Dạ. Ừ. Chú ngoại hả cô? À, đó, chú ngoại kìa. Dạ. Thôi chú. Ủa chú. Là thấy trái ngon quá. Ừ. Dạ con kêu chú bằng cái gì chú? Hả? Con kêu chú bằng chú thứ hai. Dạ, chú hai. Bữa nay thì chú hai đi thăm Dư Gan. Ừ, Dư Gan già hết rồi. Ừ, con già rồi, có 11 chín đang chín. Dạ. Rồi chị đang chưa có cầm cái chú. Dạ, tái chín rồi hả chú? Thì đang già. Dạ. Đó. Trái đồng kia kìa. Cái đó chính này á. Chú có trồng cái dưa gan này làm gì chú? Mới trồng đấy hả? Dạ. Đó là chín rồi đó. Dạ. Rồi trái đây chín nứt luôn rồi nè. Tiền ơi. Mưa nó nứt hả? Nứt dễ luôn rồi. Thấy thái nào cũng nó sắp chín rồi, đều già đó. Chín nữa. Vàng lúc. Ủa làm mình ngắt cái lúc mà nó mới lên chừng 7-8 tấc á thì mình ngắt đọt thì nó ờ, nó tẻ ra nhiều nhiều đọt. Dạ. Đâu. Cây này là cái cá nó cái quýt chứ. Cam sạch. Cam với bưởi. Cam bưởi lột sao? Ờ, nó ra đọt ngon quá chừng luôn. Thấy đây cho cái đó chưa? Qua đây thấy cái đó này chưa kìa. Giặt đó nè. Dạ. Trời ơi nó nước vậy hả? Ừ, nó nước vậy. Chín vậy ăn ngon á. Vậy ăn liền. Vô hái nha. Vô ôm ra đi. Dạ để con vô con ôm nha. Ủa nó nước vậy là nó có rụng cuốn chứ gì? Không luôn đó. Con cỡ lại lên nó rụng. Nè, nó rụng cuốn rồi nè. Con cỡ lại nó cỡ. Con cỡ lại ôm ôm vô ôm đi. Đã quá. Vừa ngon lắm. Kiến này. Có kiến một chút rồi nè. Kiến lửa. Đi đi đi. Nó tới nhiều không? Nó có thẹo thường. Ừ. Kiến lửa, kiến lửa. Dạ. Còn tới nữa hả? Vừa hai cái ở bên kia dưới. Còn tới nữa. Là mấy cái này là chừng nào nó chín cây thì cô chú mới hái chứ. Ừ, cây hái không? Cây đó, cây đó là một lạc mày chưa? Dạ. Cây đó cũng là cũng chín. Dạ. Cây đó chín thì đang làm đẹp. Đây vậy đó. Bây giờ thấy động kia trong góc bãi đó. Đốm lượng nó giả đó mà. Con sao chú ơi? Con sao? Con sao? Sao chú vậy? Ông chồng, ông không sợ với cô ghê lắm. Mẹ ơi, sao chú sao? Chú mớp sao cái mồm? Bữa sáng bự vậy? Bữa sáng bự nè. Hồi bữa thiệt. Đó. Dạ. Chừng nào chú đào củ sáng? Nhổ đi, nhổ thử lên luôn đi ông. Nhổ lên đi, móc lên cho nó bụi đó đi. Bụi được có 1 củ hả? 1 cây. Bụi tới 3 củ luôn. Dạ. Trồng hột, hột củ à. Ủa? Là nếu mà mình lấy hột á thì mình không không lấy củ. Còn lấy củ không lấy hột á. Đúng rồi. Còn lấy con dao mà xuống đất đứng hay vậy? Nổ đất đó nè. Giặt, giặt, giặt cát đường lôi lên nè. Nghe đường ấy đứt xét. Cái cây dít được không được. Chú mà củ sắn á vừa mới đào lên ăn nó ngon ngọt hay là ngọt. Hay là để lâu
thấy ăn tao khoái ăn tươi đem lên ăn liền á. Dạ. Có nhiều người đây mua dạng sống nhỏ nhỏ, mua dạng sống dạng ngọt. Dạ. Giòn. Dài dài bên kia quá chừng luôn kìa. Đó. Nguyên một hàng củ sắn á. Đó, em trồng rồi đó. Hai dây này lên được hai dây nè, hai củ vậy á, chặt sao. Dây cũ hả? Dây cũ hả? Hột, ngân hột, dây cũ. À, một hột rồi một củ. Ủa dây củ sắn nó ra hột rồi hột mình trồng ra cái củ sắn hả? Là nó lên bông rồi nó lên hột, nhưng mà nếu mà mình lấy cái hột là mình không có là ăn củ được. Lấy hột là củ già. Là cái này là nó cây vậy, nhưng mà đến hồi mà nó lớn lên nó sẽ ra cái gì, nó thành cái dây phải không? Nó lên đây à, lên tới đây lại cái bông nó bò như vậy nó mới có hột được chứ. Ủa à, con để lại ra dây à, con ăn sáng là con phải nhắc đồ hết. Dạ. Nhắc ra bông rồi. Trời ơi. Con thấy cái dây ra rồi đó. Đào đó luôn đi ông, nó bụi đó đó. Chú cho con đào chứ. Nó có bụi ngã trong đó không? Bụi ngã trong cũng bụi. Nó lớn, tự lớn nó nứt rách rồi. Ôi. Đó, tạo đi cho nó củ bự. Coi thấy củ sắn người ta trồng nắm đầu lên cái một à. Tại cái này cái lộ trồng sâu với lại trồng đất. Lộ người ta đi á đầy dẻo. Ờ ô nó nè. Đó. Vũ ơi nè. Trồng lên liếc gió đi ngon. Liếc cái này ổng để trồng. Rồi. Rồi đưa đi ba. Đừng có làm vô cát không cái vừa đó. Dạ. Có củ đó bự ghê. Ừ. Dạ. Hai đứa em hết hả? Dạ. Nhà mấy chị em. Dạ bốn. Bốn đứa con gái. Đứa cũng cao cao sao con thấy nó đẹp rồi ta. Để bị mấy đứa em dành ăn hết trơn. Trước nó nấu lên trời đất luôn, sao lại không tỉa sao không? Chắc bị lộ nó đi, nó càng cái này à. Ủa, cô ơi, cái này đựng cái gì vậy cô? Nó đựng đựng không heo. Vô nằm đi gì ba. Vô nằm được á. Giống cái nồi mé mà. Giống cái nồi. Mốt mua ngay cái này cho ông Vi nằm được nè. Ok. Nhà cô trồng nha đam quá chừng luôn. Cô cái cây nha đam này nha đam gì cô? Đài Loan. Cái bẹ nó bự. Bự thiệt bự luôn. Cái này là còn chưa bự không đâu. Cái đó thì mình trồng thuốc nó hay hơn, còn mình ăn cái đó mình gọt nó mới có thịt. Dạ. Mình sao mình phân biệt được cô? Nó nhỏ. Nó có lớn nữa. Ủa nhưng mà nó nhỏ, cái cây này nhỏ thì cũng có bông. Cây này nhỏ thì cũng có bông. Vì lúc nhỏ sao mình biết được. Nó hoài nó mới lớn. Còn này nó lớn rồi nó bự bự hoài lên. Cái cây này nấu ra nước nhiều lắm. Ừ. Nó không có cái. Ừ. Còn đó nó có như vậy. Ừ. Nó hoài nó lớn. Tới tiền đi về chưa ba? Tới tiền nhiêu tiền ta? Tới vô hả? Vô con 15 giờ còn buổi sáng cho con. Cô có cái bọc không cô? Lấy cái
Đang là cô trồng cũ hay cô lấy lá? Lá. Lá mà lá có bán nè. Bán một bán lắm mà chợ vậy ăn lâu kiếm ăn đâu có hết đường ra không? Con mua dây hay gì không, con mua đỏ hả? Trời, tưởng bán cũ thì chỉ phải lấy cũ mua cũ, rồi bán đọt thì chỉ mua đọt. Bữa nào muốn ăn thì cô cắt cho ngăn ghé đây nè. Không ơi, có ngăn không con tí nữa mà cô đâu có cắt không? Dạ vậy bữa nào con ghé là cô cắt. À ghé thì cắt chứ ăn để sẵn đó thôi, đâu có ngon. Dạ. Cháu mắc đuôi chị ba kìa. Cháu cháu mắc đuôi chị ba kìa chị ba. Ở dưới trong gì hôm đó có có bò có thỏ đủ rồi, chú nghĩ gì đâu giờ đâu có ăn gì xíu. Có con gì rồi để con lấy đọt bán gì đi. Con về luôn cơ, con về luôn chứ. Con về luôn cơ. Mẹ hồi sáng con mua là tá dưa gan nó bị nứt hơi hơi rồi, nó nứt hơi 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 cái vỏ nhỏ 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 vậy nè. Cái gì bây giờ nó cái bán ra luôn. Mà thấy nhìn thấy ngon thế kìa. Để từ trưa giờ á. Cái này là dưa gan này chắc dưa gan bột. Lấy ở dùm lọc vỏ xong rồi tách đưa cái hộp vô trong đó luôn đi, rồi chút nữa mẹ đem gieo nó lên. Cái ông bán ổng cũng nói vậy, cái ông bán ổng nói là ổng ăn thằng dưa gan thấy ngon, xong rồi ổng trừ hộp lại ổng trồng á, mà ổng trồng ra cả một vườn luôn, rộng lắm. Hồi đó giờ mình có trồng dưa gan quá, có mấy trái luôn. Đâu phải mua hộp vô trồng đâu. Đó giờ mình có mấy trái bự vậy luôn bà. Vậy là ổng đãi ra rồi hơi khô rồi ổng trồng một chỗ một hộp, một chỗ một hộp vậy đó. Đúng rồi, để dưới đây còn dính đất không à. Để mày lấy cái gỗ hồi đùa hộp dưa gan như cái mày đãi rồi hơi khô. Tại người ta trồng dưới đất á, nó dơ mà mình không có rửa được. Cái lúc mà mình mua là nó nứt ra vậy rồi. Đâu rửa được, rửa nó ướt đâu. Giờ có ăn tới đâu thì gọt tới đó thôi. Cây nhà lá vườn mình ăn vậy á thì nó không có phân thuốc, có phân thôi chứ không có thuốc. Hả mẹ? Có phân chứ đâu có thuốc nữa hả mẹ? Ông trồng tự nhiên mà ông trồng cái đất ổng á. Con nhìn cái đất là con biết là cái dưa gan nó tốt luôn á. Để hộp bên đây không mẹ? Ở xíu bên đây mẹ. Dưa này dưa gan này bột ngon nè. À. Cái đất dưa gan mà nó trong cái cơm nó trong không có ngon mà cơm nó có bột. Bột không à. Hơi bị đất cho nên là gọt kỹ một chút là được. Gọt xong đi thôi cậu học. Gọt xong hết đi. Không, ở dưới đất con vừa gọt con vừa ấy khúc. Cái gì ở dưới đất là cái gì? Ở dưới đít có đất. Ở dưới tay con nè. Thì con gọt ở dưới đất. Gọt cái đầu ấy cái đó. Đó, đổ cái đó. Ngon quá hả? Không, mấy bột, xài, không là bột mà. Có mấy đứa xài vàng vàng hái luôn cho khách hái luôn. Cái tối giờ ăn đụng nữa. Xíu nữa nè. Ngon ngon bên đưa qua đó. Ông kia ông cũng chừa lại cái hộp, ông trồng ra một vườn luôn. Không biết mẹ trồng được không? Lên không? Lên đi dây nào. Mẹ trồng lên đó mà chắc mẹ không trồng ra được cái vườn đâu. Lên thì lên nhưng mà không có gì nhiều quá. Nhiều lắm thì không có gì 5-3 giây thì được. 5-3 giây nó cũng ra được 5-3 trái cũng lời lúc rồi. Lời. Lời. Ăn bơ dầm hả ba? Ủa lộn dưa gan dầm hả ba? Dưa gan dầm. Dưa gan dầm sữa. Bơ đá. Rồi đưa quá. Mua đây mua đi. Gọn này luôn hả mẹ? Quên đi. Thế là mấy chị vậy? Mấy chị tao ai chỉ có một chị chứ mấy chị. Mấy chị luôn, chị của ba. Mấy chị luôn. Nó nứt thấy thường luôn á. Rồi chín cây á mà. Nó chín tự nhiên ngon nè. Mà ổng bả sáng chừng nào chín nứt rụng cùi luôn ổng bả mới lấy. Ổng mới hái vô. Chú cô chú đó chứ mẹ cho mượn muỗng người ta vô. Chứ không có hái già hái đâu. Con gì vậy?
tiền ăn như gan tiền. Chị ta nói gì quá? Chắc chị ăn dừa quá. Thôi để con vô rửa tay cho chắc mẹ ơi. Mẹ mới mút đá. Ủa mẹ mút sữa. Bỏ vô coi. Ăn như gan à? Làm cho tiện lên nữa mà nhỏ rồi chứ nhiều, nhiều nhiều sữa lại cho ngon. Tiếng gì kêu mẹ? Tiếng gì kêu ngộ à? Hay là cái máy đậu lực nó bị gì? Dì Tư đập đá ngay giùm mày hả? Giỏi vậy ta. Chị qua đây nè. Qua đây nè Tư. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Dưa gan ngon mẹ. Ngon bột. Ấy da. Bột không luôn nè. Gì? Bữa nào bột không luôn nè. Bột không luôn nè. Gì? Alo hai hả? Mày mốt quá. Mày mốt quá hả? Người thì nói đặt tạm mẻo. Người á, nó tên thầy nó hiền dữ lắm mà nên thầy nó lên cái cục chi chặn. Sao? Ba đó cưng ai, sao? Như bà chặn. À không vậy. Nhớ không? Cái chảo không được. Lấy cái hàng rồi đá vào đây. Đi đá đủ ăn được. Mẹ ăn hay mẹ? Mẹ làm, nãy giờ mẹ làm không à. Ăn cái gì? Xin mời các bạn nha. Trời trưa nắng mà ăn cái này thì cho nó mát. Ơi. Hồi ba vừa nói dứt câu rồi chuyển đen hùi lùi luôn rồi. Kỳ vậy. Không hồi nãy là nắng mà sao giờ đen hùi lùi rồi. Vậy giờ trời đen ăn gì vậy? Cho nó nắng lại. Bắt đầu nắng lên rồi. Ăn gì cho nắng lại. Rồi mà các bạn nha. Ôi chị đang ăn. Ba ăn sao? Đôi ba ba ăn sao chứ gì đâu mà nữa. Còn nè con đi đi của ai? Của ai hả? Của chị Tư. Con dĩa. Dừa của qua. Cái dừa của qua. Chị Tư chỉ ăn ké. Ăn mổ hai mổ hả? Ăn nhiều. Hai sợ mập. Dưa gan thiệt. Nghe mùi hèm quá à. Bỏ nó bột không luôn á. Nè. Nữa. Không có bị sợ. Bột không luôn. Alo hai hả? Hai hả? Hai hả? Hai không đúng rồi. Alo hai hả? Alo hai hả? Con khác còn con thấy bột. Nhìn như gãy cát vô đây vậy. Ủa tại sao dưa thì kêu bằng cát mà mấy cái kia thì kêu bằng bột ngộ hay sao kêu dưa bột hoặc là mấy cái kia kêu ví dụ như dưa gan cát ngộ vậy? Cái này là kêu bằng dưa sáp. Dưa hả? Dưa sáp. Tại vì cái chú đó chú thấy ngon quá chú mới trồng đó. Chú mới trồng lại á. Vậy giờ mình thấy ngon. Cũng hên là nhờ chú trồng. Mẹ cũng trồng á. Lấy hộp để lại nha. Mẹ để lại mẹ trồng. Mẹ nào con đó à? Đúng rồi, ăn dưới này. Chúc nó đã kéo tới.
Rồi là, lần, mày, yêu quá anh tới. Nói, ai nói mày sửa sang bị bẫy lắm rồi mày trừng trừng lên trơn thì cũng ngát tôi hết. Ủa sao không bỏ đồng hồng gian mẹ? Mẹ hả? Thôi. Tính ăn 2-3 muỗng mà vừa ngon quá thôi ăn luôn. Múc thì tiếp, nãy là thôi ăn chút thôi, ai ngờ múc nữa bỏ vô. Ăn thấy ngon ạ. Đang dùm cho để ế mà người còn ra. Chú Quang sao luôn rồi? Nói mẹ. Nghe mùi của hèm quá à. Thôi thôi, mẹ hèm cũng phải ăn sao chứ. Người ta nói sinh sao để muộn thì phải ăn sao. Quá. Thèm chưa? Ngon hơn nghe mùi thèm mà đó đi chứ ghét đi. Kẹo dưa gan cái mùi dưa gan nó thơm dễ chịu lắm á. Đúng hả? Cái là cái mùi nó thấy là cái đó là hương thôi à. Thì cái hương nó giống như cái mùi à. Ừ. Nhưng mà cái hương sầu riêng nó cũng giống như mùi sầu riêng chứ đâu ạ. Ăn nó bọt mà cắn vô một hộp đậu phộng. Bây giờ mùi được một trái cây nè. Xài rồi dưa gan, mít rồi này kia nó tụ hợp giữa tháng 5, tháng 6, tháng 7 à. Cái này thôi à? Ba mẹ tháng 9 tháng 10 không có trái cây. Nó biết. Tại trái cây nó biết tháng này nó nghỉ hè. À, hôm nay nghe nó xài nó rẻ, nó rất giá. Dân ở miền Trung xài cũng khổ. Tầm dừa ở đây cũng khổ, còn khổ hơn. Ở đây là tầm dừa rồi mất chết. Nó lúa ăn có lột cái gì sắp bị mất đất tê. Đúng rồi, đúng rồi, sắp bị mất đất rồi. Tới gậu thì chết rồi. Giờ chiều đó mỗi tôi lấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn bấm like và đăng ký để có thể xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì xin chào các bạn.